Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những cái chết bí ẩn liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Mới đây, AFA Tiếng Việt đã đăng bài bình luận của blogger Gió Bất với tựa đề Phiên tòa Vạn Thịnh Phát tấu hài trên những xác người. Tác giả nhắc đến cái chết của ba cấp dưới của bà Lan, Nguyễn Tiến Thành ngày 7 tháng 10 năm 22, Nguyễn Phương Hồng ngày 9 tháng 10 năm 22, Nguyễn Ngọc Dương ngày 14 tháng 10 năm 22. Tác giả cho biết, theo tường thuật phiên tòa xử vụ Vạn Thịnh Phát sáng ngày 5 tháng 3, báo chí không đưa tin về việc ba bị cáo Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí và Chu Lập Cơ đồng loạt khai thời điểm bị bắt khác với hồ sơ vụ án. Hình ảnh bài trên AFA. May mắn là BBC đã thông tin chi tiết cụ thể, bà Lan khai bị bắt vào 8 giờ tối ngày 6 tháng 10 năm 22 ngoài đường, trong khi cáo trạng ghi bắt giữ bà Lan ngày 8 tháng 10 năm 22. Nguyễn Cao Trí khai bị bắt ngày 15 tháng 1 năm 23, nhưng tới tận tháng 8 năm 23, Bộ Công an mới thông báo đã khởi tố bắt tạm giam ông từ ngày 15 tháng 1 năm 23. Chu Lập Cơ nói ông bị bắt ngày 1 tháng 11 năm 22, trong khi công an thông báo việc bắt giữ ông này vào tháng 11 năm 23. Tác giả phân tích, đối chiếu với lời khai của bà Trương Mỹ Lan, thì ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, đã chết bí ẩn một ngày sau khi bà Lan bị bắt. Tác giả đặt câu hỏi với vai trò quan trọng trong vụ án, liệu ông Nguyễn Tấn Thành có thể tại ngoại khi bà Lan đã bị bắt hay không? Ông Thành thật sự đã chết ở đâu? Vì sao chết? Ông đã tiết lộ điều gì trước khi chết? Vì sao cơ quan tố tụng đã có độ trễ 2 ngày khi xác định thời điểm khởi tố bắt giam bà Trương Mỹ Lan? Hình ảnh ông Nguyễn Tiến Thành bên trái và bà Nguyễn Phương Hồng. Theo tác giả, những câu hỏi tương tự cũng có thể đặt ra với Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Ngọc Dương. Đặc biệt, bà Phương Hồng chết trong thời điểm đang bị tạm giam thì càng khó hiểu. Tác giả tiếp tục đề cập đến hai cái chết bí ẩn khác của các cựu quan chức, đó là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh, được cho là đột tử tại nhà riêng ngày 4 tháng 3 năm 23, và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hùng, nhảy lầu ngày 21 tháng 11 năm 22. Trong khi đó, mạng xã hội dẫn thông tin nội bộ cho hay ông Trần Văn Minh đã treo cổ tự tử tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 4 tháng 3 năm 23. Công an vào cuộc nhưng theo hướng bịt miệng và dẫn dắt dư luận đi theo thông tin chính thống của đảng là ông Trần Văn Minh tử vong do đột quỵ vì bệnh lý. Tuy nhiên, tác giả cũng cho biết theo thông tin rò rỉ, ông Minh đã nhận hàng chục tỷ đồng từ tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các quan chức tại các tỉnh thành. Vụ việc đang bị các cơ quan nội chính của đảng soi kỹ nên ông Minh bị dồn đến đường cùng. Ông Trần Văn Minh cùng với Nguyễn Văn Hùng đều là nhóm theo phe của cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hình ảnh ông Trần Văn Minh. Theo tác giả, ông Nguyễn Văn Hùng thì nhảy lầu ngay tại trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được cho là bị các đồng chí của ông bức tử vì liên đới đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Sai phạm của ông Trần Văn Minh liên quan đến kết luận thanh tra và sửa đổi kết luận thanh tra dự án Đại Ninh của Nguyễn Cao Trí, lùm xùm tại dự án này đã kéo theo bí thư, chủ tịch và hàng loạt quan chức Lâm Đồng bị khởi tố bắt giam. Hơn nữa, quyết định của ông Minh còn liên quan đến phó thủ tướng thường trực lúc ấy là Trương Hòa Bình. Tác giả cho hay, ông Minh có tự tử vì nhận hối lộ của Vạn Thịnh Phát hay không vẫn còn là bí mật. Những ai có liên quan đến ông Minh và Vạn Thịnh Phát cũng là bí mật chôn theo nấm mộ của ông. Tác giả cũng nhắc lại cái chết của Thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ vào ngày 18 tháng 2 năm 2014, sau khi Dương Chí Dũng khai tại tòa vào ngày 8 tháng 1 năm 2014 về việc ông Dũng đưa 500.000 USD của bà Lan cho ông Ngọ. Sau cái chết của ông Ngọ, vụ việc được khép lại. Tác giả kết luận từ cái chết của Phạm Quý Ngọ đến hàng loạt cái chết bí ẩn mới đây cho thấy, phiên tòa Vạn Thịnh Phát vẫn là vở tấu hài trên xương máu người dân và vận mệnh dân tộc. Trùm vai, trùm đầu, trùm cuối của vụ án thì vẫn ngồi yên hưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Những cái chết bí ẩn liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chống tham nhũng kiểu nhân nghĩa thì bao giờ mới hết tham nhũng. Ngày 8 tháng 3, AFA Tiếng Việt có bài Tại sao con lạc đà Vạn Thịnh Phát chui qua được lỗ kim như thế của blogger Trần Hiếu Chân. Tác giả nhắc lại tuyên bố quen thuộc của Tổng Trọng chưa bao giờ đất nước ta có được uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Và cho rằng tuyên bố này trúng phốc khi vụ án Vạn Thịnh Phát đang xét xử, được coi là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất châu Á về quy mô, tầm mức gây hại và số người bị hại.
Tác giả mỉa mai so sánh, không chỉ lớn nhất châu Á, vụ Vạn Thịnh Phát chắc hẳn sẽ được xếp vào một trong những vụ án lừa đảo tài chính lớn nhất thế giới. Có thể sánh vai cùng với những Enron, Madoff và Barings ở Mỹ, Vạn Thịnh Phát Holdings Group còn trên tại các siêu lừa thế kỷ trên đất Mỹ ở chỗ. Các bậc đàn anh kia bị các cơ quan công quyền phát hiện ngay trong một thời gian ngắn. Còn cô gái người Việt gốc Hoa từ chợ An Đông, chỉ mới tốt nghiệp trung học, đã nhanh chóng mọc đủ nanh đủ vuốt để khuynh đảo thương trường và chính trường trong cả nước suốt gần 20 năm trời. Mà quá trình khuynh đảo ấy lại diễn ra dưới con mắt giám sát và theo dõi chặt chẽ của guồng máy công an khét tiếng trong chế độ toàn trị. Hình ảnh bài trên AFA. Theo tác giả, nhất cử nhất động của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, không thể nào lọt qua được cặp mắt nghiệp vụ của các đồng chí an ninh. Mạng lưới điệp ngầm ở Việt Nam nằm vùng trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong hệ thống ngân hàng, nhất là các ngân hàng thương mại là dày đặc, thậm chí họ còn theo dõi lẫn nhau. Tác giả đặt câu hỏi, vậy tại sao để cho con lạc đà Vạn Thịnh Phát chui lọt qua được lỗ kim như thế? Tác giả dẫn câu trả lời chính xác từ Facebook Võ Xuân Sơn. Đó là do cái định chế của nhà nước này sinh ra, vốn để kiểm soát bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn đã bị thoái hóa, thối nát đến cùng cực. Nguyên một đoàn thanh tra, gồm các thành viên cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, các thành viên ban kiểm toán nhà nước, các thành viên của thanh tra chính phủ, các thành viên của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia và hàng loạt cán bộ cao cấp của ngân hàng nhà nước, tất cả đều nhận hối lộ và đều đồng ý ký vào các biên bản thanh tra để bao che cho sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB. Vậy thì liệu sau gần 2 tháng xử, các ông có chắc là tòa án thành phố Hồ Chí Minh sẽ bóc tách và moi ra mọi đầu mối của đường dây mafia này hay không? Theo tác giả, không tin rằng sau 60 ngày, tòa án thành phố Hồ Chí Minh sẽ trả lời được những câu hỏi hóc búa nêu trên. Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan trước tòa. Tác giả dẫn phát biểu của đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp trong buổi thảo luận tại hội trường Quốc hội. Tất cả cũng chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ. Phát biểu của vị đại biểu này đặt ra vấn đề, sau khi cắt đỉnh tảng băng, ai sẽ là người đủ thẩm quyền để xử tiếp phần chìm bên dưới những tảng băng chưa bị vỡ? Vấn đề cuối cùng, theo tác giả, nhưng rất quan trọng, từ Vạn Thịnh Phát nhìn lại các đại án tham nhũng chấn động mấy năm trở lại đây, đại chúng có thể thấy được một mẫu số chung khá khôi hài. Đó là các quan lớn, quan nhỏ cứ tham nhũng vô tư, nếu bị phát hiện thì trả lại một mớ, là án được giảm nhẹ. Sau khi đem tiền nộp lại tòa án xong thì tiếp diễn màn khóc lóc kể khổ, kể hoàn cảnh gia đình, kể công trạng đóng góp cho cách mạng, trưng ra các bằng khen, giấy khen, các loại huân chương, huy chương, theo chia sẻ của một nickname Trung Hiếu Phan trên một kênh YouTube. Tác giả kết luận, chống tham nhũng kiểu nhân lễ nghĩa trí tính như thế thì khác nào khuyến khích các đại quan cứ tha hồ đục khoét. Người dân có quyền đặt vấn đề, phải chăng hàng trăm tập đoàn, hàng ngàn công ty ngoài kia đang vận hành có khác gì những kẻ đứng trước vành móng ngựa? Chẳng qua họ biết ăn chia đúng và đủ cho các đồng chí đang mai phục trong đống rơm, nên vẫn tha hồ bòn rút tài sản công và tiền thuế của dân một cách vô tội vạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin chống tham nhũng theo kiểu nhân nghĩa thì bao giờ mới hết tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.